Pháp Bụt Đề Cao không thêm cũng không bớt cho nên trong tình không không có sanh thọ tưởng cũng không có hành thức không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sao căn không có sắc thanh hương vị trục pháp sau trần không có xa lìa mọi điên đạo đàng niết bàn tuyệt đối chư Bụt trong ba nơi ý diệu pháp trí độ bạc nhã ba la mật là tăng ngã mai khổ nạn cho nên tôi muốn thiền câu thần chủ trí đồ bạc nhã ba la mật nói trong đức bồ tát liền nam ngăn chủ rằng ga tê ga tê bà ra ga tê ba ra sanh ga tê bồ đi xòa hạ ga tê ga tê ba ra ga tê bà ra ga tê bà
Rồi đi kinh hành xa lời Phật.
thanh âm hoa nhà trong dòng hót của chúng người ta nghe được tiếng diện sướng các pháp môn ngũ căn ngũ lực Phật Bồ Đề Phật Bạc Thánh Đạo Phật dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế đều nhiệm tâm về thịnh tập niệm bụt niệm pháp và niệm tăng xa lời Phật thấy đừng tưởng rằng con chim kia ấy đã được sinh ra trên căn bản nghiệp báo tại sao tại vì ở nước bụt kia không có ba chúng sinh xa lời Phật ở nước ấy danh từ ác đạo mà con không có huống hồ là sự thực về ác đạo những con chim kia đã được Bụt A Di Đà biến hóa ra với mục đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của ngài xa lời Phật ở nước Bụt ấy mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu thì người ta lại được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có tổ lên một lần người dân nữa cây ngồi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm bụt niệm pháp và niệm tăng xa lời Phật nương cưng làng đệm tuyệt vời như thế đấy xa lời Phật thầy nghĩ sao tại sao có tên là A Di Đà xa lời Phật tại vì đức Bụt ấy là ánh sáng vô lượng có thể chiếu soi đường tất cả các cõi được trong mười phương mà không hề bị ngăn cách vì vậy nên ngài được gọi là A Di Đà hơn nữa xa lời Phật thọ mạng của đức Bụt ấy cũng như của dân chúng trong nước ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài tới vô lượng vô biên kiếp A Tăng Kỳ vì vậy cho nên danh hiệu của ngài là A Di Đà. Xá lợi Phật từ khi Bụt A Di Đà thành đạo đến nay tình ra là đã mười kiếp. Này nữa xá lợi đã đắc quả A La Hán của
trong đạo như thế này, xa lời Phật nước bụng kia đã được xây dựng bằng những công đương đem đã như thế này. Nữa xa lời Phật tất cả những ai xin về nước cực lạc đều có tư cách bằng thôi. Chuyện trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhân sinh bộ sứ. Số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể dùng toán học mà kiểm đếm được. Ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ để diễn tả mà thôi. Xa lời Phật chúng sinh mọi nơi khi nghe nói tới nước cực lạc đều nên phát nguyện sanh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sinh về nước ấy thì sẽ được sống chúng và gần gũi với rất nhiều các bậc thiện nhân cao đức. Xá lợi Phật, những kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít hy vọng được xin về cõi ấy. Vì vậy xá lợi Phật, người con trai lành hay người con gái lành nào muốn xin về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu A-di-đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thức tập quan niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Bụt A Di Đà. Và càng vì thanh chúng được ấy hiện ra trước mặt, trong giờ phút ấy tâm ý người kia sẽ an trú trong đình, không hề điên đạo và tan loạn. Do đó người ấy được vãng sinh ngay về nước cực lạc. Xá lời Phật, ở vì thấy được cái lợi ích lớn lao này, cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sinh về nước ấy. Xá lời Phật, điều trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Bụt A Di Đà thì tại phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Thượng và phương Hạ, càng vì Bụt đông như số cát sông Hằng, vì nào đáng ngôi tại quốc độ của Minh Biểu Lộ. Tưởng lời lòng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thuộc lên lời tuyên bố thành thật của Minh này, toàn thể chúng sinh càng cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các bụt trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tang và hộ niệm xa lời Phật thầy
nghĩ sao tại sao rồi. Kinh này là kinh mà tất cả các bục đều đem hết lòng xứng tang và hồ niệm sở dĩ như thế là vì những người con trai hoặc con gái nhà lành nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Bụt A Di Đà hết lòng hành trì và thực tập theo pháp niệm Bụt thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Bụt hộ niệm và tất cả sẽ đạt tới quá vị giác ngộ cao tột, không còn bị thôi chuyện vì vậy. Cho nên quý vị hãy tin vào lời tôi đang nói và cũng là lời chư Bụt đang nói ra lời Phật. Nếu có người đã đang hay sẽ phát nguyện xin về nước Bụt A Di Đà thì ngay trong giờ phát nguyện đã đạt được quả vị giác ngộ cao tột không thôi chuyển và đã có mắt tại cõi ấy rồi, không kể đến sự kiện là người ấy đã sinh đang sinh hay sẽ sinh về đó xa lời Phật. Trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bằng của chư Bụt thì chư Bụt cũng đang xứng tạm công đức không thể nghĩ bằng của tôi và nói Bụt Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có. Ngay trong cõi ta ba đầy dậy năm hiệu tổ ô nhiễm là kiếp trượt kiến trường phiền não trượt chúng sinh trượt và mang trượt mà ngài có thể chứng đăng được quả vì giác ngộ vô thượng và còn tuyên thuyết được cho chúng pháp môn mà bất kỳ ở đâu mời nghe qua người ta cũng khó mà phát sinh niềm tin. Xa lời Phật thầy nên hiểu cho rằng cư trụ trong thế giới đây năm loài ô nhiễm này mà đạt tới được qua vì giác ngộ vô thường và con diện giải được cho mọi giới những pháp môn mà ấy rất khó tin như pháp môn này. Đó quả là một việc làm cực kỳ khó khăn. Nghe Bụt nói kinh này thầy xa lời Phật tất cả các vị khắc sĩ và mọi giới thiên nhân a tu la vân vân ai cũng phát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Bụt và lui về trụ sở của sống ai dài muốn dằm biển mê sông vàng tâm cõi luân hồi muốn thoát niềm Bụt hãy nhất tâm tình đồ vốn sáng nơi chân tâm Di Đà hiện ra từ tánh
chiếu sáng ba đời khắp mười phương, mà ngài vẫn không rời nơi hiền cảnh. Con xin hướng về Bụt A Di Đà giáo chủ cõi tịnh độ, nguồn ánh sáng vô lượng, gốc thọ mạng vô cùng. Một lòng xin quán tượng và trì niệm hồng danh ngài. Nam mô Bụt A Di Đà, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hương linh quy y Phật, mà hương linh quy y Pháp, hương linh quy Tăng, hướng lên quy Phật, đấng phước trí vạn toàn, hướng lên quy Pháp, đạo Phật lý tham dục, hướng lên quy Tăng, bậc tu hành cao tột, hướng lên quy Phật, nguyện đời đời kiếp không quy y Thiên Thần Quỷ Phật, hướng lên quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo Ta Giáo, hướng lên
trong đọa địa ngục, hướng lên quy pháp rồi không đọa ngạ quỷ, hướng lên quy tăng rồi không đọa bằng sinh, hướng lên do thân miệng ý pháp sinh ra tất cả hướng linh sinh sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối nguyện. Nam mô Phật pháp tăng tam bảo thường trụ khắp mười phương thương phóng quang tiếp độ hương hồn hiến mẫu nguyện thị liệu pháp danh không lì sinh ngày mồng chín tháng chín năm Tân Tỵ từ trăng ngày mười tháng tám năm Canh Tỵ hưởng thượng thọ 80 tuổi chân hồn chế bao nhiêu lỗi lầm cùng gió nơi tâm tâm tình còn đâu dẫu lỗi lầm sám hối quy xong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa mấy bạc vẫn thông giống. Nam mô Bồ Tát cầu tham hối nguyện. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đạo Sư A Di Đà Phật, Đức Đương Lai Nhĩ Lặc Tôn Phật, phóng quang tiếp độ cho hương hồn mẹ của chúng con nguyện thì liệu pháp danh không lý xin ngày mồng chín tháng chín tiết trung cụ năm Tân Tỵ từ trăng ngày mười tháng tám năm Canh Tỵ hưởng thượng thọ 80 tuổi chánh hồn chi hướng lên vãng sinh cực lạc quốc. Không đến đi sanh tử đến đi đều là mong ngược mong hướng lên nhận rõ bằng tâm thanh tịnh người rằng sáng suốt lìa sanh diệt nghiệp tình khứ lai mà thông dòng tự tại nhàn du nơi cạnh tình Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Thương Tượng phóng quang tiếp độ cho hương hồn mẹ của chúng con nguyện thị liệu pháp danh không lý sinh ngày mồng chín tháng chín tiết trung cụ năm Tân Tỵ từ trăng ngày mười tháng tám năm Canh Tỵ hưởng thượng thọ 80 tuổi chánh hồn chí linh vãng sanh cực lạc quốc. Ngược nguyện hướng lên xin hãy lắng nghe Tây phương không xa cách Tây phương trước mặt người ngàn sông chạy rồi cũng trôi về biển lớn trăng lặng không lìa trời ấm dương không cách trở sinh tử vận tương dung
niệm Phật cầu siêu độ, lắng nghe xin một lòng. Nương tựa A Di Đà nơi bạn môn màu nhiệm, con dân lòng quay về duy trì nguồn chánh niệm, con đã nguyện trở lại. Nương tựa A Di Đà xin lấy đồ ánh sáng soi vào tâm tư con, xin lấy thuyền thọ mang chuyên chở hình hai con cho sự sống an lạc, cho lý tưởng vạn toàn. Xin tốt luôn bảo hộ tâm công buông lời cho con phá tà kiến làm phiền đạo rung rơi. Trong giây phút hiện tại có cục trong cuộc đời, tình đó đi từng bước vững chạy và thân thới. Trong chánh niệm tình đó đã thật rồi, sau này đổi thân khác thế nào cũng an vui. Niệm Bụt A Di Đà được nhất tâm bất loạn, chính phẩm thân hiện tiếng tha điều thọ dùng, biến trường nhớ màng chung tâm con không đau nụng, thân con không bình khởi. Cùng lên đường thông dông sen nở là thấy Bụt, tình đó là quê hương quỳ xin Bụt chứng giám, hành trì không buông lung. Chân ngôn quyết định vạn kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Ya Đà Tha Ya Đà Ya Đà Đề Ya Tha Di Đà Đô Ba Ti A Di Đà Đà Ti A Di Đà Ti Ca Lăng Đề A Di Đà Ti Ca Lăng Đề Ya Di Ya Ya Đà Di Đà Đề Ta Ya Nam Mô A Di Đà Ya Đà Đề Ya Ya Đề Ya Tha Di Đô Ba Ti A Di Đà Tha Nam Ba Ti A Di Đà Ti Ca Lăng Đề A Di Đà Phật Đà Ya Di Ya Đà Đà Đề Ta Ya Nam Mô A Di Đà Ya Đà Ta Ya Đà Ya Đà Đề Ya Ta Di Đà Đô A Ti A Di Đà Tăng Nam A Ti A Di Đà Phật Đà Ya Di Đà Phật Đà Ya Di Ya Đà Đà Đề Ta Ba Phụng Kinh Cầu Siêu Công Đức Thù Thắng Hạnh Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hướng Phổ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sinh Tóc Vạn Vô Lượng Quang Phật Sát Từ Quý Phật Nị Đưa Nguyện Chúng Sinh Thể Giai Đại Đạo Phan Vô Thượng Tâm Hạnh
tàng. Trí tuệ như hai từ quý nghi tăng, đương huyền chúng sinh thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại nguyện dị thư công đức phổ cập ư. Nhân thiện nga đăng như chúng sinh giai công thành Phật đạo. A Di Đà Phật.